Trấn Thành tiết lộ thần tượng của mình gây bất ngờ cho người hâm mộ, từng là người yêu trên màn ảnh, nhưng Sơn Tùng MTB và bà xã Trấn Thành không hề tương tác cùng nhau trên mạng xã hội. Sau đó, vào năm 2014, Harry Won đã tham gia một bộ phim điện ảnh với dàn diễn viên xinh đẹp như Sơn Tùng MTB, Ngô Kiến Huy, Phạm Quỳnh Anh. Trong phim, Harry và Sơn Tùng là người yêu của nhau. Ở hậu trường, cặp đôi tương tác vô tư và rất quý mến nhau. Nhưng khi phim kết thúc, Ca sĩ Sơn Tùng và bà xã Trấn Thành không còn giữ liên lạc cũng như tương tác trên mạng xã hội. Thậm chí nam ca sĩ cũng không xuất hiện trong đám cưới của Trấn Thành Harry. Thế nhưng vào tối ngày 19 tháng 2, Sơn Tùng chia sẻ clip bài T e a r đình đám một thời. Sau đó Harry Won đã để lại icon like vì rất hứng thú với màn cover của đồng nghiệp. Được biết, Trấn Thành cũng đã chia sẻ quan điểm về Sơn Tùng trong một livestream. Ông xã Harry từng cho rằng đàn em chính là thần tượng của mình. Thưa quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những thông tin mới nhất ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi.